cho bạn là và em đang chưa làm rồi. Lẽ ra nó là nhân điểm của mình nhiều, mình cũng chỉ là có những đứa không cốt chính nó hot rất hay. Em cũng xin cảm ơn thầy các bạn đây là cái chỉnh này. Đây là xin rồi để mua nào, có bay đi. Thầy nhá, thầy bảo khi mà giới thiệu một web ấy, thôi nói trao đổi với em thôi. Đầu tiên là em giới thiệu là web của em là có một chiếc nhắc thì giới thiệu từng cái mục của em, ví dụ menu, banner, của danh sách, tin tức, như vậy. Đấy, sau đó là em demo phần xem sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, đăng ký, đăng nhập khách hàng, rồi đặt hàng. Đấy. Sau này em vào phần quản trị em thêm một sản phẩm mới vào và em đặt hàng với sản phẩm đấy và demo chức năng xử lý hóa đơn, đấy là xong theo dịch vụ, đúng không? Chứ em cứ demo hết luôn tăng tung rất mất công. Đúng không? Đúng không? Cái này
phiếu, ngày giờ nhận hàng. Cái đấy là em tự làm, em hát lại cho được hóa, những cái hàng là không lấy được gì nào. À đây thì là cho em hát xong thì em bảo không tin với cái danh sách có này ạ. Ngày giờ đây khách hàng đã không nhận được vào lúc đấy à? Em chưa khảo sát kỹ lên cái trang AD rồi hoặc lưu ấy, cho khách hàng có thể chọn hoặc khách hàng có thể nốt lại, tôi chỉ nhận được ngoài giờ chính, tôi nhận được khung giờ nào, đúng không? Do khách hàng nhưng mà do em quyết định, em bảo em chỉ đi được buổi sáng nhưng người ta không nhận được thì thôi. Em nói khách hàng, đúng rồi, cái đơn hàng chưa xử lý thì khách hàng phải gửi đơn hàng rồi. Mật khẩu không hiện ra tại hiện thế bạn hết đi. Được rồi, bây giờ em gọi phòng quản trị thế nào, em thêm một sản phẩm mới quản trị mới chức năng gì. Vì cao nhất thì có quyền hết. À, nhưng như bình thường thì chỉ được quyền xử lý. Không, chỉ có là chức năng để quản lý thông tin cho tâm này. Nếu có thời gian em làm gì đấy. Cái này em có thêm trạng thái không? Theo em đánh giá nào về quyền theo anh? Dễ hay khó? Dễ hay khó? Để em có tích một cái về nào. Đấy, điều cái mật khẩu của bạn không hiện ra, đúng không? Thì hiện ra thì khi mà em đang thao tác ấy, thì người ta khác này cũng nhìn thấy mất ngay, đúng không? Nhất thứ hai là cái trạng thái này, em không thể hiển thị công một được. Đấy, vì công một thì chỉ có mình em hiểu. Người khách hàng sao không hiểu được. Ví dụ khi em làm xong em phải nghĩ không được em làm xong này để bán cho người khác, đúng không? Đấy, thì em phải hiển thị ra, tức là muốn hiển thị được ấy, thì em một là phải xử lý thêm, hai là em phải liên kết với các bạn, không là gì, một là gì, em phải hiển thị nhận đấy. Còn là gì nữa không? Chức năng là gì? Chức năng là gì? Thank you.
được, nhưng với thời gian ngắn thôi, không thể làm gì mà chán quá được, có tiến bộ, cố gắng trước lên chức năng thì vẫn còn một số phần cao để làm được. Nếu có thời gian làm nữa. Thank you.